Không có chuyện vi hiến. Mấy ngày nay đọc trang Facebook của Nguyễn Văn Đài, thấy có nói nhiều đến việc Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden chuẩn bị sang thăm Việt Nam. Trong các bài viết, bài nói phát trên Facebook, Nguyễn Văn Đài cho rằng Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm hiến pháp khi mời Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden thăm Việt Nam. Tổng Trọng vi hiến khi mời Tổng thống Biden thăm Việt Nam, biến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành bù nhìn. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ngang nhiên vi phạm khoản 3, điều 4 và điều 86 Hiến pháp Việt Nam 2003, đảo chính cướp quyền lực của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng. Trên bình diện quốc gia, thì Nguyễn Phú Trọng đã vi phạm hiến pháp nghiêm trọng. Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã biến Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng thành bù nhìn. Nguyễn Phú Trọng giống như một ông vua không ngai, coi thường, chà đạp hiến pháp và tất cả giới chức vụ Cộng sản Việt Nam và cả người dân Việt Nam. Ở đây có mấy vấn đề cần làm rõ. Thứ nhất, Nguyễn Văn Đài đã dẫn điều 86 Hiến pháp Việt Nam 2013. Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại để suy luận. Ở Việt Nam, Chủ tịch nước là nguyên thủ quốc gia và là người duy nhất có quyền được mời nguyên thủ các nước khác tới thăm. Từ đó, quy chụp rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã vi hiến, coi thường hiến pháp khi mời Tổng thống Mỹ sang thăm Việt Nam. Ngay từ điều này đã thấy nức cười. Đúng là theo Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước là người đứng đầu nhà nước, thay mặt nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về đối nội và đối ngoại. Nhưng không có nghĩa là người duy nhất có quyền được mời nguyên thủ các nước tới thăm. Ở đây, một là Nguyễn Văn Đài đã không hiểu hết từ ngữ và ý nghĩa trong Hiến pháp Việt Nam, hoặc đã cố tình mượn cớ, mà chắc là mượn cớ. Căn cứ theo Hiến pháp Việt Nam thì các hoạt động mang tính chất đối nội, đối ngoại sẽ do Chủ tịch nước chủ trì đảm nhiệm. Tuy nhiên, điều quy định trong Hiến pháp nói là thay mặt thì không có nghĩa là tuyệt đối tất cả và cũng không phải là duy nhất. Vì thế, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam là hoàn toàn bình thường, không hề vi phạm Hiến pháp. Hơn nữa, tại Nghị định số 18/2022/NĐ-CP ngày 18 tháng 2 năm 2022 của Chính phủ về nghi lễ đối ngoại đã quy định điểm A, điều 1, khoản 1 đón tiếp các đoàn khách cấp cao nước ngoài thăm cấp nhà nước, thăm chính thức, thăm làm việc, thăm nội bộ, thăm cá nhân, quá cảnh, đón tiếp bộ trưởng, trưởng các cơ quan của nghị viện hoặc cấp tương đương và một số đoàn khách quốc tế khác. Đồng thời cũng nêu rõ tại điều 3, khoản 1 và khoản 3, lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ và Chủ tịch Quốc hội và khách cấp cao nước ngoài gồm nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu Đảng cầm quyền và phó nguyên thủ quốc gia. Phó nguyên thủ quốc gia đồng thời là lãnh đạo đảng cầm quyền, người đứng đầu chính phủ và cấp phó người đứng đầu chính phủ. Như vậy, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là lãnh đạo cấp cao của Đảng và Tổng thống Hoa Kỳ, là khách cấp cao nước ngoài, nguyên thủ quốc gia và trong nghị định cũng đã nêu rất rõ quy trình, cách thức đón tiếp nguyên thủ quốc gia cấp nhà nước. Trong đó, điều 6 quy định về đón tiếp nguyên thủ quốc gia thăm cấp nhà nước do Chủ tịch nước chủ trì lễ đón. Và điều 7 quy định đón tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước theo hai chức danh. Theo đó, khoản 1 quy định việc đón tiếp nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu của đảng cầm quyền thăm cấp nhà nước thì lời mời của Tổng Bí thư và Chủ tịch nước được tổ chức như sau. Thứ nhất, Tổng Bí thư chủ trì lễ đón, hội đàm và chiêu đãi cấp nhà nước, nguyên thủ quốc gia đồng thời là người đứng đầu đảng cầm quyền, sau đây gọi là trưởng đoàn khách. Khoản 3, điều 7 quy định lễ đón cấp nhà nước, trong đó điểm A quy định Tổng Bí thư chủ trì lễ đón. Nhìn lại những năm trước, thì việc mời lãnh đạo cấp cao các nước đến thăm Việt Nam cũng không phải là duy nhất do Chủ tịch nước thực hiện. Chẳng hạn năm 2017, Chủ tịch nước Lào Bumiang Vorachit thăm hữu nghị chính thức Việt Nam từ ngày 19 tháng đến ngày 21 tháng 12 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình thăm cấp nhà nước Việt Nam từ ngày 12 đến 13 tháng 11 theo lời mời của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang. Thủ tướng Canada Justin Trudeau thăm chính thức Việt Nam và dự tuần lễ cấp cao APEC 2017 theo lời mời của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc từ mùng 8 đến mùng 9 tháng 11. Như vậy, xét về các quy định của Đảng, Nhà nước thì Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng hoàn toàn không vi phạm hiến pháp, vi hiến và không hề vi phạm các quy định của nhà nước về đối ngoại khi mời Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam. Thứ hai, việc mời các nguyên thủ quốc gia, các nước đến thăm Việt Nam để khẳng định và nâng tầm vị thế của Việt Nam trong khu vực cũng như trên thế giới, từ các chuyến thăm làm việc với nguyên thủ các nước nhằm củng cố môi trường hòa bình, tranh thủ các điều kiện quốc tế để phát triển đất nước,
giúp Việt Nam có nhiều thuận lợi trong việc hợp tác song phương, đa phương, toàn diện trên các mặt để thúc đẩy sự phát triển kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội của đất nước. Đồng thời, việc thực hiện tốt công tác đối ngoại, tăng cường các chuyến thăm cấp cao giữa các nước nhằm góp phần quan trọng bảo vệ vững chắc chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ. Chuyến thăm sắp tới của Tổng thống Hoa Kỳ đến Việt Nam sẽ mang lại nhiều ý nghĩa, làm sâu sắc hơn giữa quan hệ Việt Nam-Mỹ, đưa quan hệ hai nước phát triển ổn định, thực chất và lâu dài trên tất cả các lĩnh vực, góp phần duy trì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển tại khu vực cũng như trên thế giới. Như vậy, việc Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mời Tổng thống Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam là xuất phát từ những lợi ích chung của quốc gia, dân tộc, phù hợp với quan điểm, quy định và chính sách đối ngoại của Đảng, Nhà nước, chứ không phải vì lợi ích của cá nhân ông Trọng. Vì thế, hoàn toàn không có chuyện ông Trọng đảo chính cướp quyền lực của Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, và càng không phải là Nguyễn Phú Trọng giống như một ông vua không ngai, coi thường, chà đạp hiến pháp và tất cả giới chức vua Cộng sản Việt Nam và cả người dân Việt Nam, như lời Nguyễn Văn Đài đã nói.